nghi lễ đặc sắc của lễ hội La Vân. Vâng, các bạn, chỉ diễn ra trong những ngày hội khai hội đầu xuân được đón chờ nhất hàng năm. Lễ khai hội ngày hội của dân làng của làng La Vân đó chính là quốc đức lãnh tổ của thành hoàng làng mẫu và xe giá các mẫu xe giá các quan văn quan võ trong khu cấm từ ra tòa bái đình về dự hội. Đây là một việc làm thể hiện sự rõ nét nước lòng tôn kính của lớp lớp cháu con đối với tổ tiên xưa. Vâng, và đây là kiệu thần. Đại ơi. Và đây là võng mẫu. Và đây là kiệu mẫu mọi người. Chúng tôi mời các đồng chí làm lực lượng an ninh, các đồng chí dẹp đường cho các kiều thần, kiều thánh, kiều mẫu và các giáo quan chúng ta trở về khu vực phía đông để tập trung. Ai còn cầm mũ dòng máu là đồng với lại kiếm mang đến trả tôi. Bạn đây đây. Kiếm và mũ dòng máu là đồng. Chúng tôi mời kiều thánh đi trước, kiều thần mà đi. Để tránh sự quấy tạp thì sân đền luôn được lót những tấm chiếu và khi mà đặt lễ lên thơm thì ở quê tôi là luôn có truyền thống để mà thử sự huyết đáp thì sẽ dùng nước khánh, nước mà được pha, tôi không rõ là pha cái chất gì nhưng nói chung là mùi thơm vậy vậy. Và bên trong đây chính là cung cấm, đây có một bát thì đang công nhận là vẩy nước khánh để loại bỏ mọi sự huyết đáp. Và trên đường mà rước thánh thần, và không phải bây giờ Covid thì đâu, nhưng mà để tránh sự huyết tạp thì những người mà có chức có nhiệm vụ là rước thánh thần và các quan thì sẽ phải luôn đeo khẩu trang hoặc là đeo khăn gì khăn lại. Và chỉ những người bậc cao niên và có uy tín trong làng thì mới được phân công nhiệm vụ là bê các bát hương từ trong cung cấm ra khỏi cửa đình. Đây gọi là cung cấm, không về nguyên tắc không được phép người lạ vào, chỉ những người mà có nhiệm vụ như là các cụ phủ từ trông coi đền hoặc là mật ong. Đây vào đây, vào đây, đi vào đây. Thank you.
người thì hay có thói quen là hết tiền lẻ vào hiệu bố tôi. Năm nay bố được làng giao trọng trách là hộ giá quan. Như tôi biết vị quan này là quan văn hay quan võ thôi. Rồi, cố lên bố nhá. Vâng, và bây giờ là sẽ đến màn rước bát hương của thánh thần và sẽ là các quan. Bát hương thì đối với nơi thờ tự của khu Việt Nam thì được coi là linh hồn.
và bây giờ là đang là quá trình cố định lại bát hương để khi mà rước thì không bị ảnh hưởng và đảm bảo sự an toàn của bát hương. Và các quan về sân đình cửa chính để dự lễ cụ khai hội cùng mọi người.